Trời, cao dữ vậy. Tết này mua sen đá chân cho lành. Giờ Luân sẽ giới thiệu với mọi người năm loại sen đá vừa rẻ vừa đẹp vừa bền chân trong nhà những ngày Tết nhé. Có một cái đặc biệt là dù sen đá không trồng được trong nhà nhưng các bạn có thể chân trong nhà 4-5 ngày Tết thì không vấn đề gì hết nha các bạn. Và đối với sen đá các bạn có thể chơi từ năm này qua năm khác cũng được, càng chơi lâu thì cây nó sẽ càng to và càng đẹp nha. Mình có thể chân Tết năm nay xong rồi mình về trồng lại rồi năm sau mình lại chơi tiếp. Đầu tiên là Luân có một cây sen đá hồng mập nha mọi người. Cây này đặc trưng của nó là lên màu hồng rất là đẹp nè, cảnh cũng mập nữa. Đó, loại này thì mình có thể thay thế cho hoa đào cũng được vì nó có cái màu hồng đặc trưng. Giá nó thì chỉ hơn 100 cành thôi nha các bạn. Tiếp theo là Luân có cây sen đá cam nha mọi người. Cây này thì đặc trưng của nó là có màu vàng cam rất là đẹp nè, lá bóng mượt có thể thay thế cho hoa mạng được. Giá của nó thì chỉ tầm một ít thôi, mà ít là học sinh nha các bạn. Còn đây là Luân sẽ có một cây sen đá kim tuyến. Cây này cũng có màu hồng nhẹ các bạn. Nó lá thì mini ngắn ngắn, nhìn như những bức hoa rất là xinh luôn. Cây này thì giá của nó cũng bằng cây đá cam các bạn, một ít nha. Thứ tư là Luân sẽ có cây sen đá mặt trời nha các bạn. Đó, các bạn nghe tên là thấy năm mới rực rỡ may mắn rồi đúng không? Cây này thì có giá cũng chỉ 100.000 tí thôi nha. Và cuối cùng là Luân có cây sen đá Aeonium nha mọi người. Đây là một cây sen đá cũng lên màu rất là đẹp nè, các bạn nhìn thấy màu hồng của nó rất là xinh luôn nha. Đó, cây này mà không chân Tết nữa thì còn chân cây nào các bạn. Đó, giá thì chỉ hơn 100 cành một xíu thôi.